Qua cái bộ dàn sau đây em đây 888 đúc liêu, nhưng mà hôm nay mình sẽ test cho các bạn nghe nhạc dập nhé. Trước khi test thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút xíu về thông tin bộ dàn cực đại của sau đây này. Như mình đang mở qua cái đĩa nhạc đó thì nó rất là lực, nhưng mà tạm thời ngừng thôi, lát nữa mình sẽ test đầy đủ cho các bạn nghe. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu nha. Cái bộ này là một cái bộ khủng long của Sony với cái thiết kế loa 2 tấc 2 bass 20, 2 loa trep và nó có một thớt âm ly CD, một chỉ là một thớt âm ly radio và một thớt dưới là CD và âm ly CD và MD. Thì CD nó đọc được 5 đĩa và MD là 10 đĩa. MD thì nó có hai học, mỗi học chứa 5 đĩa nha. Học A, học B, giống như hồi xưa chúng ta chơi cassette thì nó có cassette A, cassette B vậy. Thì cái bộ dàn này nó mình cảm đoan mức giá rẻ nhất thị trường luôn. Lát nữa mình sẽ công bố giá. Thì nó có công suất cho âm ly là 94W và loa là 140W. Thì cái bộ này đều được sản xuất tất cả tại Nhật Bản nha các bạn. Thì bạn nào mà muốn mà mua một bộ nội địa Nhật vừa nghe nhạc vừa nhìn thì đây là một bộ rất là phù hợp, đặc biệt những bạn có mức tài chính eo hẹp thì cái bộ này nó sẽ đáp ứng được tất cả cho các bạn. Chất âm ngọt ngào, chi tiết, chơi được rất là nhiều thể loại nhạc. Hôm bữa mình test nhạc trữ tình rồi thì nó rất là hay, nhưng mà hôm nay test nhạc modern thinking thì các bạn nghe chất âm nó như thế nào. Thì mình thì tất nhiên không đánh giá với những dòng loa chuyên dụng mà khoảng mười mấy 20 triệu được, nhưng mà đánh giá với một dàn vừa loa vừa âm ly vừa CD luôn mà nó chỉ 8 triệu như thế này thì không có cái thiết bị nào qua mắt qua được nó đâu nha các bạn. Và các bạn cũng lưu ý là con này nó còn remote ring đi theo máy nha, thì riêng cái remote ring cũng rất là khó để kiếm rồi. Và để bắt được radio thì nó có cái anten đi theo, có luôn, đầy đủ luôn anten của nó. Chúng ta muốn bắt càng tỏ chúng ta tháo cái dây ra còn càng nhiều thôi. Phía dưới là chúng ta có cái kết nối từ đầu đĩa lên âm ly, chúng ta thể để ngược âm ly xuống phía dưới cũng được. Nó cũng kết nối bằng dây AV bình thường. Ngay cả MD thì các bạn cũng phải cắm dây riêng nữa nha. Đó, dây bông sen. Tất cả đều được lắp ráp tại Nhật Bản nha. Loa cũng Nhật Bản, âm ly cũng Nhật Bản, đầu đĩa cũng Nhật Bản. Rồi, bây giờ mình test thôi. Các bạn cùng mình thưởng thức chất âm nhé.
Cause this one wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, can't stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. She's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Darling Louie, she's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, don't mind stewing. Sorry, Louie, cause I'm a lover. Bạn rất là lực, bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình cho điện thoại dưới góc màn hình nhé.